mặt tiền kinh 61 nha. Chủ gửi bán một công. Đây, đất nằm vị trí này. Còn chung thửa, giờ bán một công là chủ cắt ra nha. Có tên ghe hay tàu chạy luôn. Đường xe thì 8 tấn. Khu vực thì có điện nước đầy đủ. Đông dân cư. Đối diện là cái tuyến 61 bên đó đó. Cách thị xã Kiến Tường là 4 km. Cách trung tâm huyện Mộc Hóa là khoảng 15 km. Chủ cần bán một công, đo đạc tách thửa nha anh chị. Tuyến đường kinh 61 của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, đất thuộc xã Bình Hòa Tây. View kênh luôn, kênh nè.